Hello cả nhà, USA Channel tươi đẹp xin chào cả nhà ha. Hôm nay là ngày mùng mấy hả đi? Mùng 3 hả? Hả? Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Hai vợ chồng mình sẽ đi chùa. Đó, đi chùa chùa Đài Loan. Cái chùa này cũng lớn dữ lắm. Chùa Đài Loan, tên là chùa Đài Loan nhưng mà không biết là của người chùa Đài Loan hay là chùa Đài Loan là người của người Đài Loan hả đi? Đẹp lắm. Chút xíu nữa mình đi sẽ đi quay các cảnh ở chùa này cho cả nhà xem ha. Quay chưa? Bây giờ ở đây là cái chùa Đài Loan. Thấy không? Cái này là cái phần trước thôi. Ở phía sau á, là nó còn hoành tráng hơn nữa. Bắt đầu mình đi vô trong ha. Cả nhà ở đây là cái cảnh chùa mà ở bên phía sau đó. Hồi nãy là ở phía trước. Mình có quay một chút xíu thôi, mấy người đó không có cho mình quay trong thì bây giờ cái cảnh phía sau ở cái chùa này rất đẹp. Hôm nay quay cái chùa đi cho cả nhà xem. Đây là mùng ba nha, mùng ba là ok, đây là cái chùa của Đài Loan nha, mùng ba trời nắng rất là đẹp cho nên hai chồng mình có cái dịp đến đây để quay cho các bạn xem. Cái chùa này rất là nổi tiếng nha, ở trên núi rất là cao nhưng mà đẹp lắm, và mùng ba mình vẫn còn đông đến đây để thăm nha. Giờ đi mình đi quay trên cái chùa. Hôm nay có muốn đứng đây chụp hình không? Năm con chuột nè. So cute. Bây giờ mình sẽ đi đi vô trong này. Trong này có phải là chánh điện không? Đó, giờ là xã mình đang đứng giải mình đi vô trong cái chánh điện mình quay ấy, người ta không có cho quay, no camera no photo, không có được quay. Thôi mình đi, mình chỉ có đi quay vòng vòng ở ngoài thôi.
cư trú xã mình cư trú đây rồi. Đi đi ra đi. Cây đó là cây bắt và có hàng năm mà họ bỏ ra để mà họ cho mình mua cái thẻ đó đó mình quăng lên. Như là có ghi tên không? Ghi tên tuổi gì đó rồi quăng lên để mình lấy cái lắc của cho một năm, cho cả năm. Nha, cái cây này là cái cây năm nay nó làm bằng gô. Nó làm bằng gô. Thành ra rất là đẹp. Wish cái gì đó thì mình lấy nó nhiều phải lắm, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ có lẽ là mình đi cuốn số 11 đi, mình cầu vô trình lắc đi với lại sống khỏe, sức khỏe tốt ha. Nó nhiều loại lắm, cho nên bây giờ là mình muốn thì mình lấy cái số 11, mình nghĩ là số 11 đúng rồi.
mỗi một cái là 5 đồng. Is it $5 for each? $5 for two. $5 for two? Yes. Oh, I see. So $5 for two. Okay. Harder. Okay. So, okay, there we go. Okay, we got one. Yeah. Is that good? Okay, thank you. Make a wish. Okay. Cho mình lucky hả? Cho lucky với kênh YouTube mình có nhiều subscribe. Năm trong năm 2020. Everybody ủng hộ mình nha. Một lần thôi. Một lần hả? Just one time. Okay. Okay. One, two, three. Okay, yeah. They get it. Cái này á là nếu mà mình quăng lên một lần không bắt. Mình rớt xuống không có tốt hả? Đây đi ra đi. So USA Tươi Đẹp Channel xin chào cả nhà. Thì hồi sáng tới bây giờ hai vợ chồng mình có đi quay cái chùa này. Nhưng mà cái chùa này là cái chùa đầu tiên hai vợ chồng mình đi ha. Ồ, quên, chùa thứ hai, bữa mùng 1 là mình đi chùa Huệ Quang, bây giờ mình đi cái chùa này là chùa thứ hai. Ngày mai mình nghĩ mình sẽ đi những cái chùa khác nữa. Thì bây giờ USA Tươi Đẹp Channel xin chào tất cả mọi người đã xem cái clip của hai vợ chồng mình. Video đến đây là kết thúc ha. Bye.